Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đông Nhi tung loạt ảnh full HD buổi biểu diễn ở Đà Lạt. Khoảnh khắc ông Cao Thắng, bé Winnie tháp tùng yêu hết sảy. Bé Winnie hóa fan nhí của mẹ Đông Nhi tại buổi biểu diễn ở Đà Lạt chiều ngày 26 tháng 3. Chiều qua 26 tháng 3, Đông Nhi có buổi mini show tại Đà Lạt, thu hút rất đông khán giả. Lần đầu trình diễn tại đây, Đông Nhi chỉnh chu từng khâu, từ trang phục, mái tóc, hình ảnh. Mini show của Đông Nhi thành công vang dội, các ca khúc gợi nhớ tuổi thanh xuân khiến bao người bồi hồi xúc động. Đến sáng ngày 27 tháng 3, trên fanpage, Đông Nhi chính thức xả loạt ảnh full HD tại buổi mini show. Ngoài body xuất sắc liên tiếp được người khen, khán giả còn đổ dồn chú ý đến hai nhân vật vô cùng đặc biệt với Đông Nhi là ông Cao Thắng và bé Winnie. Theo đó, bé Winnie được bố ẵm trên tay, đứng ở phía cánh gà theo dõi phần trình diễn và cổ vũ cho mẹ. Đông Nhi cười tít mắt hạnh phúc bên chồng và con gái cưng. Bé Winnie đã chính thức trở thành fan nhí, sở hữu lượng follow khủng của mẹ Đông Nhi rồi đây. Đông Nhi hôn con gái trước giờ biểu diễn, nữ ca sĩ thể hiện niềm hạnh phúc to lớn. Đây cũng chính là khoảnh khắc được khán giả thả tim lia lịa trên mạng xã hội. Bên cạnh sự nghiệp, mái ấm, bên ông Cao Thắng và bé Winnie chính là động lực, là hạnh phúc thành công lớn của Đông Nhi. Nữ ca sĩ chiêu đãi khán giả bằng loạt ảnh nét căng, khoe trọn đường cong xuất sắc của mẹ bỉm. Hình ảnh của Đông Nhi tại mini show Đà Lạt đang được lan truyền khắp nơi. Video ghi lại khoảnh khắc ái nữ Winnie khoe nhiệt tình cùng mẹ khiến dân mạng thích thú. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi lại một lần nữa khiến dân mạng phát sốt khi tung ra clip ngắn ghi lại khoảnh khắc siêu đáng yêu của con gái cưng. Theo đó, ngồi trong hậu trường, Winnie thích thú cầm plastic trên tay, còn đung đưa theo điệu nhạc trong đáng yêu hết cỡ. Có thể thấy dù còn nhỏ, nhưng Winnie đã vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, thoải mái tương tác với camera, khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt, bé con còn là một fan cứng của mẹ, luôn xuất hiện trong mọi show diễn cùng Đông Nhi. Ngay sau khi đăng tải, loạt khoảnh khắc siêu cưng của hai mẹ con đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng hết lời khen ngợi độ đáng yêu khó cưỡng của cô bé. Giống như mọi lần Đông Nhi xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, mẹ bỉm diện chiếc váy cát xẻ khoe vòng eo đầy táo bạo. Có thể thấy dù đã là gái một con, thế nhưng bà xã ông Cao Thắng vẫn giữ được body thon gọn, khiến họ chị em phải ngưỡng mộ. Qua camera thường, từ body đến thần thái của mẹ bỉm đều khiến dân tình xỉu úp xỉu đau, đúng là gái một con trong mòn con mắt. Body chuẩn không cần chỉnh của vợ ông Cao Thắng qua ảnh chụp vội của fan. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.